Điểm này thì nếu mà nói về trong cái không gian, cái diện tích nhà của khách hàng á, thì chúng ta có thể thấy được á, đối với những cái không gian nhà nhỏ, những cái không gian nhà vừa phải khoảng tầm từ 20 đến 25 mét vuông á, thì việc đặt cái sub điện bên trong nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều diện tích sử dụng. Còn đối với những cái không gian nhà lớn á, thì chúng ta mới phù hợp đặt những cái dòng sub hơi như vậy. Nếu mà trong không gian nhỏ nhỏ mà chúng ta đặt sub hơi nữa thì nhìn nó chiếm rất là nhiều diện tích, thì nó làm mất thẩm mỹ, mất cân đối căn nhà của chúng ta. Hello, xin chào tất cả mọi người, rất là vui gặp lại mọi người trong cái video clip lần này của Thiên Vũ Audio. Thì như mọi người thấy thì đây là Sang đang ngồi trước một cái đống sub. Thì đây là những cái dòng sub mà để tại cửa hàng để cho khách hàng có thể mà test sản phẩm khi mà đến showroom trải nghiệm. Thì mọi người thấy nè, thì bên kia là phần sub hơi. Sub này là sub Sibas mọi người, sub Sibas. Dòng này là dòng chính hãng của Đức luôn, nhập từ Đức luôn. Đây là sub hơi của Bô. Những ai mà đã từng đến Thiên Vũ tham khảo thì cũng biết cái dòng này rồi. Tiếp đến thì đây là cái con sub SE. Đây là con sub MF3 này, con này là con chủ đạo của Thiên Vũ luôn. Từ trước đến giờ thì nếu mà khách hàng mà chọn lựa một bộ dàn karaoke thì thường Thiên Vũ sẽ tư vấn cho mọi người con này, cái giá thành tương đối là phù hợp và cái chất âm nó cũng đáp ứng đầy đủ đến rất là tốt. Thì tiếp đến là cái con sub hơi này, sub hơi DMX, một cái dòng sản phẩm mà có thể nói là đây là cái dòng sản phẩm của Trung Quốc, như là dòng cao cấp nha mọi người. DMX, một cái dòng sản phẩm có tiếng tại Trung Quốc. Và cuối cùng thì đây là con sub điện, đây là sub điện của Việt Nam, thì thương hiệu Bissau. Thì dòng Bissau này thì nói chung thì về cái thiết kế, về cái chất âm mình đánh giá cũng khá là tốt, giá thành cũng tương đối là phù hợp, nên là được Thiên Vũ đưa vào tư vấn cho những cái khách hàng có những cái không gian nhà nó vừa phải cân đối, thì sub này cũng là một cái tiết kiệm được cái giá thành cũng như là tiết kiệm được cái diện tích sử dụng. Thì đây là những cái dòng sub mà Thiên Vũ sử dụng, có sub điện, có sub hơi. Thì hôm nay thì cái video clip này thì mình cũng sẽ nói về cái chủ đề liên quan đến sub, đó là việc sự lựa chọn giữa một cái dòng sub hơi kết hợp với men và một dòng sub điện. Thì hai cái sản phẩm cùng mức giá thì chúng ta nên lựa chọn cái sản phẩm sub điện cộng men hay là sub hơi. Thì đây là nội dung mà mình sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay. Ok, mọi người có thể thấy được nè, trước mặt mình đây nè, hai con sub điện, con Bissau với con MF3, so với cái con DMX với cái con Sibas bên kia. Thì mọi người thấy được, thì đầu tiên nói về cái kích thước trước đã. Thì cái kích thước của cái con sub hơi nó lớn hơn rất là nhiều, nhìn nó cứng cáp và nó to hơn rất là nhiều so với con sub điện. Điểm này thì nếu mà nói về trong cái không gian, cái diện tích nhà của khách hàng á, thì chúng ta có thể thấy được á, đối với những cái không gian nhà nhỏ, những cái không gian nhà vừa phải khoảng tầm từ 20 đến 25 mét vuông á, thì việc đặt cái sub điện bên trong nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều diện tích sử dụng. Còn đối với những cái không gian nhà lớn á, thì chúng ta mới phù hợp đặt những cái dòng sub hơi như vậy. Nếu mà trong không gian nhỏ nhỏ mà chúng ta đặt sub hơi nữa thì nhìn nó chiếm rất là nhiều diện tích, thì nó làm mất thẩm mỹ, mất cân đối căn nhà của chúng ta. Thì đó là về cái kích thước của lo khi mà đặt để cho một cái không gian nhà, làm như thế nào để nó có thể phù hợp với không gian, diện tích của khách hàng. Nó không phải là nên chọn cái dòng nào, mà chúng ta phải chọn lựa cho nó phù hợp đúng với cái nhu cầu, đúng với cái diện tích, cái cơ sở của không gian nhà của chúng ta. Thì tiếp đến thì mình sẽ nói về cái phần mà kết nối sử dụng. Khi mà sử dụng thì mọi người có thể biết được á, thì cái dòng sub hơi thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng thêm một cái con amp nữa để chúng ta có thể ghép nói và đẩy công suất. Còn đối với dòng sub điện thì chúng ta đã có sẵn một cái amly, một cái công suất bên trong rồi, nó tích hợp sẵn bên trong rồi. Cái dòng sub active thì nó có công suất sẵn, nên là chúng ta không cần phải sử dụng thêm một cái amp. Thì có thể thấy được á, thì nếu mà chúng ta xài sub điện á, thì nó sẽ gọn hơn. Nó chỉ cần có một cái cọng dây nguồn để cắm điện vào để cho nó chạy, và cộng thêm một cái cọng dây tín hiệu để chúng ta nói lên van số là chúng ta có thể xài được rồi. Ngoài ra thì bên phía sau nó còn có một cái những cái cổng để cân chỉnh phân tần, để cân chỉnh những cái tần số sub trực tiếp trên lo sub luôn. Còn đối với cái dòng sub hơi á, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chỉnh trực tiếp trên van số hoặc là mixer đó. Chúng ta phải chỉnh trên những cái thiết bị bên ngoài để chúng ta phải can thiệp vào để chỉnh cho âm thanh của sub nghe nó hay hơn, nó phù hợp hơn. Thì đây là một cái điểm mà nếu mà ai thích vọc bạch, ai thích hay có sự cảm nhận và cân chỉnh riêng của mình á, thì xài thường thì họ sẽ chỉnh ở trên cái con sub điện nó dễ hơn. Đó, còn sub hơi thì yêu cầu người có kỹ thuật một tí chúng ta mới có thể chỉnh được. Tiếp đến thì chúng ta phải nói về cái phần mà đặt để cái con men này trên một cái bộ dàn, một cái kệ tủ thiết bị của nhà khách hàng á, thì không thể nào mà đặt quá nhiều trên đó, nó sẽ chiếm rất là nhiều diện tích sử dụng. Đó, tùy theo cái nhu cầu, ví dụ mà khách hàng muốn thì chúng ta mới bắt buộc chúng ta phải đặt như vậy thôi. Chứ còn nếu mà để mà sử dụng á, thì bắt buộc nó chiếm rất là nhiều diện tích. Tuy nhiên á, thì hiện nay á, thì đối với Thiên Vũ á, thì thường Thiên Vũ sẽ lắp những cái dòng men mà 4 kênh, thì chúng ta ngoài hai cái lo 2 kênh thì chúng ta sẽ tận dụng 2 kênh còn lại để chúng ta đánh sub. Nó sẽ vừa tiết kiệm được cái diện tích mà nó vừa có thể phù hợp đặt để trong không gian nhà chúng ta, nhìn nó thẩm mỹ hơn, nó đủ cái công suất đánh cho lo tốt hơn. Và có một cái điểm nữa mà mình cần lưu ý, đó chính là việc chúng ta sử dụng sub hơi á, thì chúng ta phải chọn lựa như thế nào, một con men như thế nào thích hợp, một con men như thế nào nó đủ công suất, một con men như thế nào nó phù hợp với bộ dàn nhạc của chúng ta để mà nó cho ra cái âm thanh tốt nhất. Còn nếu như chúng ta chọn đại một cái dòng men nào đó mà nó đánh không nổi hoặc là nó đánh sai á, thì nó sẽ gây ra hiện tượng là rè méo tiếng, nó rất là khó chịu. Đó là một cái điều cần lưu ý. Và khi mà mọi người lựa chọn mua một cái sản phẩm thiết bị âm thanh thì mọi người cần có một sự tư vấn đến từ một cái nhân viên kỹ thuật âm thanh để cho chúng ta có thể lựa chọn được một cái sản phẩm thích hợp nhất có thể. Thì đó là về cái phần sub hơi. Còn đối với phần sub điện thì các bạn có thể thấy được thì sub điện nó phía sau nó có những cái cân chỉnh cho chúng ta có thể dễ dàng các crossover, các phân tầng, chỉnh được âm lượng của sub, chỉnh được độ lớn, độ nhỏ của sub thì nó sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Đó, thì nếu mà chúng ta lưu ý, chúng ta có thể xem tham khảo những cái cách chỉnh ở trên mạng, có nhiều video clip hướng dẫn thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta sử dụng được rồi. Thì với cái dòng sub điện này thì phù hợp cho những ai mà mới chơi sub hoặc là những ai muốn dễ dàng sử dụng, dễ dàng kết hợp với những cái dòng loa active không phải rườm rà với những cái men thì chúng ta có thể sử dụng sub điện. Đó, thì đó là cái điểm lợi của sub điện. Tiếp đến thì nói về cái phần chất âm của hai cái dòng sub hơi và sub điện. Thì thật sự thì nói về cái chất âm, nếu mà khi mà chúng ta trải nghiệm thì rõ ràng cái chất âm của sub hơi nó sẽ cho ra tốt hơn rất là nhiều so với sub điện. Âm thanh nó sẽ sâu hơn, nó mềm hơn và nó đánh lực hơn rất là nhiều. Đó, đối với những cái không gian nhà khoảng tầm 30-40 m² thì việc lựa chọn sub hơi là một cái điều hết sức là dĩ nhiên rồi. Còn đối với những cái không gian nhà nhỏ khoảng tầm 20-30 thì sub điện nó sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Đó, thì hiện nay thì cũng có rất là nhiều cái dòng sub điện nó có cái công suất phải nói là cũng rất là hay, cũng rất là khủng, đánh ra âm thanh cũng rất là tốt. Như ví dụ như là cái dòng SE M3 này thì cái con này Thiên Vũ lắp khá là nhiều cho khách hàng. Đó, nhiều khách hàng cái dạng không muốn lắp sub hơi thì anh chị có thể ghép 2 con sub lại với nhau để đánh. Đó, đánh cũng rất là lực. Đó, rõ ràng thì nhiều cái video clip trên mạng của Thiên Vũ mà tung lên thì cũng có nhiều cái cách phối ghép như vậy. Tiếp đến thì cuối cùng thì nói về cái giá thành. Thì rõ ràng các bạn thì giá thành của sub điện thì thông thường nó sẽ rẻ hơn so với sub hơi. Đó, ở đây mình so sánh là về cái giá thành ngang nhau, nhưng mà thực tế thì trên thị trường hiện nay thì rõ ràng chúng ta khi mà mua một cái dòng sub điện thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với sub hơi. Đó, nó có nhiều cái phân khúc giá hơn. Đó, ví dụ như là cái dòng Bissau hoặc là những dòng M3 nè, cái giá nó khoảng tầm rơi vào khoảng tầm 10 triệu đến khoảng 16 triệu đối với cái con mã 3 này. Còn đối với những cái dòng súp hơi á, thì khi mà chúng ta mua một cái dòng súp hơi tương đối thì nó cũng khoảng rơi vào khoảng tầm 10 mấy triệu rồi đó, thêm một cái men nữa cũng phải rơi vào đó đâu đó khoảng tầm 20 mấy triệu. Thì rõ ràng thì cái chi phí đầu tư để cho một cái dòng súp hơi nó sẽ cao hơn so với súp điện. Ok, thì tóm lại thì nếu mà nói chung á, đối với gia đình, đối với những cái gia đình mà chúng ta sử dụng đơn giản, gọn, tiện lợi á, thì chúng ta nên sử dụng súp điện để có thể trải nghiệm một cách dễ dàng, âm thanh cũng ở mức độ tương đối, không cần phải quá lực á, thì súp điện nó sẽ đáp ứng tốt. Còn đối với những cái gia đình mà chúng ta sử dụng mà có muốn âm thanh nó nghe nó lực, nó mạnh, nó khỏe sâu hơn thì chúng ta đầu tư súp hơi cũng là một cái điều cũng rất là đáng để cân nhắc. Ok, thì nội dung về súp điện và súp hơi, so sánh lựa chọn hai dòng súp này thì đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu mà mọi người đang quan tâm đến nội dung này thì hãy bấm like, share, subscribe giúp kênh của Thiên Vũ. Hãy để lại ý kiến phía bên dưới để Thiên Vũ có thể cập nhật và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.